quý vị và các bạn, để xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị trước năm 2025, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai chú trọng triển khai đồng bộ các nhóm tiêu chí về quy hoạch, hạ tầng, cảnh quan và trật tự đô thị. Tuyến phố Nguyễn Du được chỉnh trang đồng bộ hạ tầng từ lòng đường, hè phố, cây xanh, điện chiếu sáng và điện trang trí. Có được kết quả này, cùng với sự đầu tư của nhà nước, còn có sự đóng góp tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong khu dân cư. Tất cả mọi người đều đồng thuận, trong đó có gia đình tôi thì đồng thuận rất là cao về cái chủ trương mà chi bộ đã đưa ra. Bà con thì đều vui vẻ, phấn khởi là có con đường rộng rãi, thoáng mát. Và hè đường thì sạch sẽ, sạch đẹp. Thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân là trong các cái lộ trình, các cái tuyến phố còn lại mà phường đưa vào xây dựng tuyến phố văn minh kiểu mẫu trong giai đoạn tới thì chúng tôi tiếp tục tuyên truyền nhân dân là xã hội hóa. Xây dựng phường Kim Tân đạt chuẩn đô thị văn minh đã trở thành phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng bằng các việc làm cụ thể, tổng vệ sinh môi trường cuối tuần, đóng góp để cải tạo cây xanh, lát đá vỉa hè, lắp điện trang trí. Hiện duy trì cái tuyến phố văn minh kiểu mẫu này, thì cấp ủy chi bộ cùng với tổ dân phố này cũng đã thống nhất với bà con thường xuyên phải giữ gìn cái tuyến phố này nó sạch sẽ, thực hiện tốt cái công tác như thế là vệ sinh môi trường. Những tuyến phố mà nhà nước trong những năm trước thì đã mở rộng, nâng cấp, áp phan mặt đường và ngầm hóa hệ thống thông tin. Bây giờ chúng tôi vận động nhân dân là lát đá và chỉnh trang cùng đồng bộ với cây xanh và điện trang trí. Hướng tới mục tiêu trở thành phường đạt chuẩn văn minh đô thị, ngay trong năm nay, phường Kim Tân chọn 4 tuyến phố Nguyễn Du, Trần Nhật Duật, Tuệ Tĩnh, Lý Công Uẩn để xây dựng tuyến phố kiểu mẫu, đồng thời triển khai mạnh mẽ trong toàn phường phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa để mỗi người dân thiết thực góp phần thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống.